Chào cả nhà đến với Lạch Tray 24 giờ. Hôm nay mình lại tiếp tục đồng hành cùng đội bóng Hải Phòng tại buổi tập cuối cùng. Ngày mai đội sẽ có trận đấu với đội Bình Dương trên sân vận động Lạch Tray. Ngoài sự thiếu vắng Lương Xuân Trường thì lộ Hải Phòng vẫn đầy đủ lực lượng để chuẩn bị tốt cho trận đấu gặp Bình Dương. Thank you.
Vào đi, vào đây. Đây là vào đấy. Đó là 4 lần rồi. Vào đây mọi người.